Và toàn lưới mến chào các anh chị, tiếp tục chia sẻ đến cho các anh chị và các bạn một cái mẫu lưới bảo vệ lưới cầu thang ha, trên chất liệu là dây dù phi 7 ly, dây dù trắng. Đây toàn đang làm cho khách đây, cái khổ là ô lưới hình thoi nha. Đó. Cái này mình máng lên cầu thang nè, lưới bảo vệ, lưới bảo vệ, lưới an toàn. Đó. Dây dù trắng phi 7 ly. Khổ trên màn hình các anh chị bạn đang xem đây là khổ 60 0.6 mét đó. Toàn đang làm một cái tấm lưới này có chiều dài là 7 mét. Rồi sẵn xong quay lại chia sẻ cho các anh chị nha. Nếu các anh chị bạn quan tâm thì có thể inbox qua cho Toàn lưới hoặc là comment bên dưới video. Cảm ơn các anh chị bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Dây dùng trắng ha, phi 7 ly. À, ô lưới là ô lưới, cái mắt lưới là cách nhau là, quên, mắt lưới cách nhau là 10 cm nha. 10 x 10. Ô lưới cách nhau 10 cm. Phi 7, dây dù màu trắng. Đang làm cái ô lưới có chiều rộng là 0.6 m. Cái này chiều dài làm theo yêu cầu nha các chị. Thì quan tâm có thể nhắn tin cho Toàn qua Zalo. Cảm ơn các chị bạn.